Hello, xin kính chào quý anh chị. Nhạc cụ Lê Huy gửi tới quý anh chị một cây guitar classic, hiệu của nó là Musia, model là một M182i. Cây này thì hàng nội địa Nhật, nhưng mà mình thấy nó ít có trên thông tin trên Google lắm mọi người. Search nó ít có lắm, đa phần là trên mấy cái trang mạng bán của nước ngoài á, chứ thị trường Việt Nam mình không thấy cái mẫu này luôn. Cây này thì tình trạng là rất là đẹp và nguyên bản, tất cả ngựa hay là cần đàn hay là gót cần gì đều nguyên vẹn hết mọi người ha. Đây rất là mới và cầm cũng khá là nặng tay, mặt tốp là rất là sạch sẽ luôn, ngựa sát nè ha. Rồi đây là dính sơn cái gì mọi người, chứ không phải chạy ha. Đây nè, dính sơn chứ không phải chạy, đây cũng vậy nè, dính nè, mình đánh bóng sẽ ra hết. Ngựa rất là sát và đẹp, cái này hình thức là rất mới, tốp sạch sẽ. Mình thấy tem ha, tem của nó là Musia. Mọi người có thể tra cứu ở trên Google thử coi cho thông tin cho này. Đây là mặt lưng gốc cần, rất đẹp. Đa phần là dính sơn, dính bụi, dính đây là những vết sử dụng thôi mọi người ha. Không thấy có cần, rất là sạch đẹp. Bản cần cái này hơi to, mình không đo thử. Cần cái này là khoảng 50. Phím gỗ có 1-2 vết chốc, nhưng mà nó vẫn còn đẹp hơn người, cứ thém sáng nè. Cần đàn đẹp, rất là sạch sẽ luôn, đẹp. Khóa zin của nó luôn. Đây ngang 12 như một ngay ha, ngang 1 thì 6 ngày 6, cái ngựa của nó còn cao lắm mọi người, mình chưa có hạ xuống, mình hạ xuống là còn thấp nữa ha, cao lắm mọi người thấy không, khá là cao, ngựa cao lắm này. Rồi bây giờ mình sẽ test sơ âm thanh ha. Thấy thì bấm nhẹ tay thôi, bấm nhẹ, mặc dù cái xanh nó hơi cao quá, do cái ngựa này còn cao lắm nè, mình có thể mình mài áp xanh nó đang ở mức 6 mức chuẩn của cái đàn đó mọi người. Cái này mình hạ xuống được ha, hạ thêm nữa cũng được, tùy sở thích mỗi người. Cây đàn thì ngoại hình khá là đẹp, khá là mới mọi người. Cây đàn nội địa Nhật thì gì là rất là tốt ha.
ngoại hình còn khá đẹp. Cái này thì mình sẽ giao lưu giá là 1.650.000, bao phí ship toàn quốc cho mọi người luôn. Đó, tất cả còn rất đẹp. Cái hiệu Musia này ít có trên thị trường lắm mọi người. Mình test sơ âm thanh vậy ha mọi người ha, rồi mọi người có thể tham khảo thêm, mình có thể coi kỹ là cây đàn, ngoại hình cây đàn, coi nó có bị lỗi gì không. Thì bên mình sẽ ship code khi nhận cọc nha mọi người. Cái này thì mình sẽ nhận cọc từ 300.000 trở lên, mọi người vui lòng kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người ha, mình được kiểm tra thoải mái luôn. Tất cả đều cây đàn này tất cả đều là nguyên bản hết, từ khóa đàn cho tới chốt hay là lượt gì đều nguyên bản hết, chỉ có thay bộ dây đàn thôi. Cái ngựa nó còn rất là cao, mình có thể mình hạ được nhiều lần lắm. Sạch sẽ và rất là đẹp. Hiệu là Musia, model là 182i. Cái này nó có ghi chú một dài một hàng tiếng Anh trong đó nữa mọi người. Và mình đã tra cứu ở trên mạng rồi thì thông tin cái này đa phần là ở nước ngoài không à, không có ở Việt Nam. Cũng mới dạng là cũng ít có hàng đó mọi người, cũng dạng hiếm đó. Cái này 1.000.000 thì mình có thể mình vừa chơi vừa sưu tầm không mọi người ha. Tại vì 1.650.000 thì mình đã bao phí ship toàn quốc cho mọi người rồi. Còn bạn nào ở gần thì có thể đến trực tiếp xem đàn và mình sẽ tính giá là 1.500.000. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.